Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cầu Kè đã kết hợp cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng tổ chức phát 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cầu Kè, Đại đức Thích Tâm Đạt, Ủy viên thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cù Lao Dung. Đại diện chính quyền có ông Thạch Nang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã, bà Trần Thị Hồng Nhiên, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Phú cùng đại diện nhà tài trợ gia đình Phật tử Châu Thu Anh, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Phát biểu tại buổi tặng quà, Hòa thượng Thích Trí Minh đã tri ân tấm lòng của Đại đức Thích Tâm Đạt cùng gia đình Phật tử Châu Thu Anh khi đã không ngại đường xa cách trở mang những phần quà yêu thương này chia sẻ tới mọi người. Hòa thượng cũng chia sẻ thêm, để chào mừng ngày Đức Phật đản sinh, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo tới Ban trị sự các huyện, thị, thành phố trong tỉnh phát động nhiều chương trình ý nghĩa để chăm lo cho đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho đoàn được thân khỏe tâm an, mọi Phật sự được viên thành. Thay mặt cho đoàn, Đại đức Thích Tâm Đạt đã có lời tri ân đến sự giao duyên của Hòa thượng Trưởng Ban trị sự huyện Cầu Kè, nên đoàn đã có cơ hội chia sẻ một phần khó khăn với bà con và động viên bà con cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Đại diện chính quyền và người dân, bà Trần Thị Hồng Nhiên đã gửi lời cảm ơn đến đoàn. Bà cũng cho biết thêm, xã Phong Phú là một xã còn nhiều khó khăn, đời sống người dân còn nhiều vất vả. Được sự giúp đỡ của Ban trị sự Phật giáo huyện Cầu Kè và sự vận động của Hòa thượng Thích Trí Minh trong các công tác an sinh xã hội luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền, nên đời sống bà con hiện nay cũng đang từng bước ổn định và phát triển. Tại đây, đoàn đã phát 200 phần quà đến tận tay người dân. Mỗi phần quà gồm gạo, mì cùng nhu yếu phẩm, trị giá mỗi phần quà là 300.000 đồng.